Tối 24 tháng 8, các vận động viên Điền Kinh tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành thêm 3 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở đường chạy chung kết nội dung 400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huyền tiếp tục không có đối thủ khi dễ dàng về đích đầu tiên với thời gian 52 giây 48. Đây là huy chương vàng thứ hai của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games năm nay sau huy chương vàng ở nội dung 400m rào nữ. Tiếp nối chiến thắng của Nguyễn Thị Huyền, tin vui lại đến từ nội dung nhảy cao nữ khi vận động viên Dương Thị Việt Anh xuất sắc giành tấm huy chương vàng với thành tích 1m83. Không lâu sau đó, vận động viên Bùi Văn Đông chốt lại một ngày thi đấu thành công của Điền Kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng nội dung nhảy xa nam. Thành tích của Bùi Văn Đông là 7m83. Bên cạnh những tấm huy chương vàng, Điền Kinh Việt Nam còn giành thêm một huy chương bạc ở nội dung chạy 10.000m nữ do công của Phạm Thị Huệ. Cũng ở nội dung này, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành huy chương đồng. Tấm huy chương đồng còn lại của Điền Kinh Việt Nam trong tối 24 tháng 8 thuộc về vận động viên Quách Công Lịch ở nội dung 400m nam. Như vậy, trong ngày thi đấu 24 tháng 7, Điền Kinh đã mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam 5 tấm huy chương vàng.